thật không nói dối, biết cảm ơn và nói lời xin lỗi, cho nhau nụ cười với sự văn minh. Làm việc tốt là học tập chuyên cần, nhặt được của rơi trả lại người bị mất, chia sẻ cho nhau mỗi ngày một tin tốt, từ nhỏ việc nhỏ cứ chúng em sẵn sàng. Làm nhiều việc tốt, làm việc tốt, luôn khắc ghi năm điều Bác dạy, tuổi nhỏ việc nhỏ có chúng em.